Xin chào tất cả các bác nhỉ. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2023, cũng là gần cuối năm rồi. Thì hôm nay em lên sóng cho các bác một bộ mic các bác nhé. Đây, bộ mic này thì em thu lại của khách rồi. Em nâng cấp thì khách các bạn là em thu lại bộ này để em nâng cấp cho một khách một bộ mic mới các bác nhé. Đây. Dòng Shure. Đấy. Shure các bạn. Đấy. Shure UGX10 các bác nhé. Đấy. Tất cả con này là hoạt động hoàn hảo bình thường các bác nhé. Đấy. Nói chung là đây em nên thanh lý cho các bác ạ. Đấy, thanh lý rẻ cho các bác để các bác về chơi Tết này. Đấy, nên là có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Đây, hàng của em là Brazil nhé các bác nhé. Đây, con nhìn này. Đấy. Con này là được mua trước là 2019 các bạn. Đây, 2019 em nhìn 2019 đấy. Mua từ tháng 1 2019. Tem nó còn nguyên nguyên tem luôn nhé. Chưa tem này chưa bóc đấy. Hàng cam kết là gym 100% hoạt động bình thường thôi nhé. Đấy, video này thì em cũng quay lên để cho các bác biết là em thanh lý. Đấy, thanh lý cho các bác có một đôi mic tất cả là hoạt động ngon lành các bác nhé. Đấy, bác nào mà muốn muốn mua mic này hoặc là muốn test thì cứ kết bạn số Zalo của em đang trên bài đấy, số là số đấy cũng là số Facebook, số Zalo của em luôn. Đấy, thì để em test em gửi chi tiết cho các bác nhé. Em xin báo giá luôn bộ mic này, em thanh lý cho các bác là 1 triệu quá nhé, 1 triệu đây. Đấy. Em mà nâng cấp cho bác khách bộ mic thì bác bảo thu lại bộ này 1 triệu thì đấy, em bán lại cho các bác đúng 1 triệu, đúng 1 triệu, tất cả là đầy đủ hết phụ kiện từ dây nguồn, dây mic đấy, jack 6 ly đấy. Đẹp, nói chung là con này thì nó đẹp đẹp lắm các bạn, tại vì người ta chơi thì người ta để trong tủ thôi, chỉ lau qua đi là sạch sẽ ngay đấy. Xua UX10 các bác nhé. Đấy. Đẹp luôn. Đấy, thằng lý cho các bác là 1 triệu. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lấy thì cứ alo trực tiếp của số điện thoại là 0919 511 429. Đấy cũng là số Zalo, cũng là số Facebook của em các bác nhé. Đấy. Bác nào có nhu cầu lấy thì cứ alo trực tiếp cho em.